Đây Sóng Đà, tạp chí truyền thanh được thực hiện nhằm mục đích xây dựng đời sống đạo trên nền tảng Thánh Kinh, lời của Thượng Đế tạo hóa. Ban phục vụ tạp chí Sóng Đạo xin kính chào quý tín giả trong tình thương vô biên của Chúa. Giờ đây, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn bước vào nội dung Sóng Đạo để sống những ngày đẹp ý Chúa, vui lòng người. Hân hoan chào đón quý thính giả đến với Sóng Đạo Truyền Thanh 21, một cộng tác của Sóng Đạo và Hướng Đi 61 với chủ đề Sáng Danh Thiên Chúa Trên Trời. Xin gửi đến quý thính giả của Sóng Đạo và Hướng Đi lời chào Merry Christmas and Happy New Year. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi rất vui khi nói lên lời chào Merry Christmas quen thuộc, ấm áp hàng năm, giữa khi thế giới ngoại giáo nơi đây trong những năm qua đã phàn nàn và dẹp bỏ lời chúc Merry Christmas để thay thế bằng câu chúc Happy Holiday. Không, thưa quý thính giả, Chúa Giêsu vẫn chính là chủ đề của mùa Giáng sinh, mùa ơn phước thiêng liêng để chúng ta hướng về sự kiện Con Trời nhập thể. Christmas, lễ Giáng sinh, chứ không phải một holiday, một ngày lễ bình thường như nhiều ngày lễ khác của năm. Và trong niềm vui Giáng sinh đó, kính mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Bình An Cho Loài Người, một thánh ca quốc tế lời Việt do Tứ Ca, Thu Vân, Thúy Loan, Ruter và Nhật Mai trình bày.
Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của mục sư Nguyễn Văn Huệ, Chúa Giáng sinh trong lòng bạn chưa? Một lần nữa, mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh lại về với nhân loại. Mùa Giáng sinh là mùa vui mừng và hy vọng. Niềm vui Giáng sinh không dành riêng cho một dân tộc nào, nhưng là niềm vui chung của cả nhân loại. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sống động và thực tế cho những người đang sống trong thế kỷ 21 này. Bạn không thể tránh khỏi sự kiện Chúa Giáng sinh. Năm sinh của bạn tính theo năm Chúa Giáng sinh. Ngày chết của bạn cũng tính theo ngày Chúa Giáng sinh. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế chỉ có giá trị sống động và thực tế cho những ai có Chúa Giáng sinh trong lòng mình. Bạn đừng để thêm một mùa Giáng sinh nữa trôi qua trong cuộc đời mà lòng bạn không có Chúa Giáng sinh. Ngài Giáng sinh vào trong lòng bạn ngay hôm nay, nếu bạn lấy đức tin mời Ngài ngự vào lòng. Những người chăn chiên bình dân có Chúa Giáng sinh trong lòng. Khi báo tin mừng cho các người chăn chiên tại Bethlehem về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế hơn 2.000 năm trước đây, thiên sứ của Đức Chúa Trời tuyên bố: "Đừng sợ, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, một niềm vui lớn cũng là tin mừng cho mọi người. Hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các ngươi. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa." Nghe tin mừng, những người chăn chiên đã vội vàng đi tìm Chúa. Họ đã gặp Chúa và thấy Ngài đang nằm trong máng cỏ. Họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi thánh. Họ tôn thờ Chúa và trở về, trở thành những người mới. Họ tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những điều họ nghe và thấy, đúng như lời thiên sứ đã báo trước cho mình. Dầu Chúa Cứu Thế Giáng sinh nằm trong máng cỏ, nhưng những người chăn chiên đã có Chúa Giáng sinh trong lòng. Thái độ và đời sống của họ thay đổi tốt đẹp hơn, bình an hơn, hy vọng hơn, vui thỏa hơn là những bằng chứng. Kinh Thánh chép: "Vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy được dựng nên mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới." Những nhà thông thái có Chúa Giáng sinh trong lòng. Chúa Giáng sinh trong lúc nhân loại đang trông chờ đấng cứu thế. Người bình dân trong đời Ngài
người theo các tôn giáo trong đời Ngài, người tri thức cũng trong đời Ngài. Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giáng sinh, có mấy nhà thông thái từ phương Đông đến thủ đô Jerusalem tìm hỏi về Ngài. Họ đã quan sát thiên nhiên, họ đã nhìn lên các ngôi sao trên trời. Có một ngôi sao đã dẫn đường cho họ đi. Chính ngôi sao đó đã dẫn họ đến ngay chỗ của hài nhi thánh đang ở. Ai nhìn lên trời cũng có thể biết ít nhiều về đấng tạo hóa. Vũ trụ, bầu trời, tinh tú, thiên hà, không gian bao la là những bằng chứng không thể chối cãi được về sự thực hữu của một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng, cao siêu, vĩnh cửu. Họ đã nghe lời Chúa qua các tiên tri để trả lời cho các câu hỏi của các nhà thông thái Đông Phương về Chúa Cứu Thế sanh ra tại đâu. Vua Herod đã cho mời tất cả các thường tế và chuyên gia kinh luật đến thủ đô để tìm cho ra câu trả lời. Họ đã tìm thấy câu giải đáp trong Kinh Thánh. Ngày nay, nhân loại cũng có thể biết Chúa là ai, Ngài làm gì cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta làm gì qua Kinh Thánh. Các tiên tri của Chúa đã tiên báo trước về sự kiện Chúa Giáng sinh. Tiên tri Ê-sai nói, Ngài Giáng sinh bởi một nữ đồng trinh. Danh Ngài là Giê-xu, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Danh hiệu Ngài được xưng là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tiên tri Mi-chê nói trước, Ngài sẽ Giáng sinh tại Bê-lem, nước Do Thái. Các nhà thông thái phương Đông đã tìm đến Bê-lem theo lời Kinh Thánh và họ đã gặp Chúa. Họ đã hết lòng tìm kiếm Chúa và họ đã gặp Ngài. Chúa đã Giáng sinh trong lòng các nhà thông thái. Bằng chứng là họ đã vui mừng gặp Ngài, họ đặt đức tin nơi Ngài là Đấng Cứu Thế. Họ đã tin và đã sống đức tin. Họ đã thể hiện đức tin thật của họ bằng sự thờ phượng. Họ sắp mình xuống thờ phượng Chúa. Họ đã hạ mình, không cậy sức riêng, không kiêu ngạo, họ không tự cứu, nhưng nhờ Chúa cứu. Họ đã thờ Chúa và chỉ thờ một mình Ngài mà thôi. Họ cũng đã thể hiện lòng tin yêu, hy vọng nơi Chúa Cứu Thế bằng sự dâng hiến những lễ vật có giá trị và có ý nghĩa cho Chúa. Họ dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và một dược. Vàng tượng trưng cho chức vụ làm vua. Họ tin Chúa là vua thiên thượng. Nhũ hương tượng trưng cho chức vụ thầy tế lễ. Thầy tế lễ là người trung gian giữa trời và người. Họ tin Chúa Cứu Thế là đấng trung bảo giữa trời và người. Một dược tượng trưng cho chức vụ của người hy sinh chết thay cho người khác. Họ tin Chúa sẽ chết để đền tội cho nhân loại. Ngoài ra, họ còn thể hiện đức tin bằng sự vâng lời Chúa. Họ không trở lại với vua Herod, họ đã đi đường khác mà trở về nước. Những nhà thông thái đã tìm kiếm và đã gặp Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời ban cho nhân loại một lời hứa và Ngài vẫn giữ lời. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Bạn đã có Chúa ngự trong lòng mình chưa? Lễ Giáng sinh còn là cơ hội để nhắc nhở. Đừng để một mùa Giáng sinh nữa trôi qua mà bạn chưa được cứu rỗi. Mục đích Chúa Giáng sinh là để hy sinh, đền tội, cứu rỗi nhân loại. Nan đề duy nhất của nhân loại là tội lỗi. Giải pháp duy nhất là Chúa Cứu Thế chịu chết, đền tội. Chúa đã đến, Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại. Ngài đã hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại. Ngài đã trở về trời và Ngài hứa sẽ trở lại thế gian một lần nữa. Không ai biết ngày đó là ngày nào, nhưng ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Nếu lòng bạn không có Chúa Giáng sinh, bạn sẽ không tránh khỏi sự phán xét của Ngài. Đó sẽ là ngày vui mừng cho người có Chúa, và sẽ là ngày khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất cho những người không có Chúa ngự trong lòng. Chúa muốn Giáng sinh vào lòng bạn ngay hôm nay. Bạn có thể cầu nguyện bằng những lời thành thật hết lòng như sau: Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người tội lỗi. Con biết Chúa Giáng sinh để đền tội cho con. Con tin cậy Ngài là đấng duy nhất tha tội cho con. Xin Chúa Giáng sinh vào lòng con và sống trong con. Con quyết định sẽ sống cho Ngài và vâng lời Ngài kể từ hôm nay. Con cảm tạ Chúa. Amen. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị đến với chuyên đề giải đáp thắc mắc của Hướng Đi, tiết mục Mục Sư Ơi do Mục Sư Nguyễn Văn Huệ phụ trách qua giọng đọc Thiên Quốc. Sau đây là chuyên đề hỏi đáp. Mục Sư Ơi hỏi: Làm thế nào để trở nên con cái Chúa thật? Đáp: Trong đạo Chúa thường gọi các tín hữu là con cái Chúa. Con cái Chúa thường được xưng là Cơ Đốc nhân. Anh em Công giáo gọi Cơ Đốc nhân là Kitô hữu. Câu hỏi đầu tiên là: Một Cơ Đốc nhân là gì? Câu hỏi thứ hai là: Trở nên một Cơ Đốc nhân là thế nào? Câu hỏi thứ ba là: Bản thân tôi có thể trở thành Cơ Đốc nhân không? Đạo Chúa quả quyết rằng bạn sẽ trải qua cõi đời đời ở đâu, thiên đàng hay địa ngục, tùy thuộc vào việc bạn là Cơ Đốc nhân hay không phải là Cơ Đốc nhân. Thời gian đang trôi qua thật nhanh, và bạn phải biết chắc nơi ở đời đời của mình trước khi quá muộn. Những điều không thể khiến bạn trở nên Cơ Đốc nhân thật. Bạn không thể trở nên Cơ Đốc nhân chỉ vì bạn làm những gì các Cơ Đốc nhân hay làm, như đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi lễ ngày Chủ Nhật, tham dự các buổi nhóm ở nhà thờ. Những điều này có thể giúp bạn hiểu biết thêm về việc các Cơ Đốc nhân thường làm. Nhưng không ai trở nên Cơ Đốc nhân chỉ bằng cách làm những việc này. Bạn không thể trở nên Cơ Đốc nhân chỉ vì bạn đã trải qua một nghi lễ của giáo hội, như lễ báp têm hay lễ thêm sức. Hàng triệu người giả hình, vô thần, bất khả tri và những người hữu danh vô thực khác rõ ràng không phải là Cơ Đốc nhân. Không có bất cứ nghi lễ tôn giáo nào, kể cả nghi lễ của Cơ Đốc giáo, có thể khiến bạn trở thành công bình trước Chúa được. Bạn không thể trở nên Cơ Đốc nhân chỉ vì bạn thuộc về một gia đình Cơ Đốc hay một tổ chức Cơ Đốc. Những công đức của người khác không thể chuyển tiếp qua bạn. Trở thành Cơ Đốc nhân là việc riêng của chính bạn. Bạn không thể trở nên Cơ Đốc nhân chỉ vì bạn sống giống như một Cơ Đốc nhân và làm những điều lành giúp đỡ người khác như họ làm. Ngay cả một người làm lành, thành thật, rộng rãi và thương người khác vẫn hư mất trước mặt Chúa, giống như một người mù đang đi vào nơi nguy hiểm mà không biết. Người làm lành hôm nay không xóa được việc ác ngày hôm qua. Chúa đã bị xúc phạm vì tội của bạn. Bạn đang chết mất và vô vọng nếu bạn không được Chúa tha. Bạn có thể đang cố gắng không nói dối, không ích kỷ, không say sưa, không nghĩ bậy, không sống gian ác, không làm hại người khác. Người không tin Chúa cũng làm như vậy. Vì thế, có tránh tội vẫn không thể biến bạn thành Cơ Đốc nhân. Bạn có thể đang tin có Chúa và kính phục Chúa Giê-xu. Những người ngoại đạo cũng tin vậy. Bạn có thể đang sống trong một nước có nhiều người theo đạo, và bạn cũng quen biết nhiều người nổi tiếng theo đạo. Nhưng trở thành Cơ Đốc nhân không liên quan đến việc sống ở đâu và quen biết ai. Vậy Cơ Đốc nhân là gì? Cơ Đốc nhân được mô tả như một người được cứu. Hãy hình dung một đứa con bỏ nhà đi và không liên lạc gì với gia đình. Anh ta bị mất, mất liên lạc, mất bảo vệ. Anh cần được cứu. Kinh Thánh cho biết, khi một người mắc tội với Chúa,
giống như một người bị cắt đứt mối liên lạc với Chúa. Và người đó hoàn toàn không thể tự cứu. Chỉ khi nào người đó ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, thì người đó được Chúa tha và Chúa ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Một tội nhân hư mất, chỉ tin cậy Chúa Giê-xu mới được cứu. Chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu dân mình ra khỏi tội. Có ba cách Chúa Giê-xu cứu. Trước hết, Chúa Giê-xu cứu các cơ đốc nhân khỏi án phạt của tội lỗi. Việc này liên quan đến quá khứ của người đó. Đức Chúa Trời là thánh, công bình, không dung chịu tội lỗi. Bạn xúc phạm Chúa bằng những tội lỗi trong tư tưởng, lời nói, ý định và hành động của mình. Bạn phạm tội một mình hay với người khác, cố tình hay không dụng ý, tội lỗi chống nghịch là Chúa. Chúa biết mỗi một tội của bạn phạm. Mỗi tội của bạn được ghi hồ sơ để xử phạt. Nếu bạn không được Chúa tha tội hôm nay, thì tội của bạn sẽ được phán xét trong ngày cuối cùng. Nếu hôm nay bạn trở nên cơ đốc nhân, Chúa Giê-xu cơ đốc sẽ cứu bạn khỏi mọi án phạt tội lỗi của bạn. Bạn được tha thứ. Hồ sơ tội lỗi của bạn được đóng lại với dòng chữ lớn bên ngoài là được tha. Thứ hai, Chúa Giê-xu cứu các cơ đốc nhân khỏi quyền lực của tội lỗi. Việc này áp dụng ngay trong hiện tại, khi Chúa cáo trách và thức tỉnh lương tâm bạn về tội lỗi của bạn chống lại Chúa. Ngài khiến bạn quay lưng khỏi tội lỗi để hướng đến Chúa qua Đức Thánh Linh, Đấng Christ ngự vào lòng bạn để biến đổi bạn từ bên trong. Chúa sẽ giúp bạn mỗi ngày khi bạn thông công với Chúa trong sự cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh là lời sống của Ngài. Ngài thêm sức cho bạn để chống lại sự cám dỗ và tội lỗi. Ngài thay đổi thái độ của bạn đối với tội lỗi. Mặc dù vẫn còn vi phạm, bạn không còn cố ý phạm tội nữa. Đức Chúa Trời vẫn liên tục thúc giục bạn nhận tội và xây bỏ tội. Ngài thúc giục bạn tìm kiếm sự tha thứ cùng sự chữa lành hàng ngày. Khi bạn thuần phục để Chúa làm chủ đời sống mình, thì sự bình an, niềm vui và sức mạnh của Chúa sẽ gia tăng trong bạn. Thứ ba, Chúa Giê-xu cứu các cơ đốc nhân khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Việc này xảy ra trong tương lai. Bạn xứng đáng bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời và bị bỏ xuống địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm rằng bạn sẽ được ở trên thiên đàng mãi mãi với Chúa Giê-xu Christ, vì Đức Chúa Trời đã cứu bạn. Sau khi qua đời, linh hồn bạn sẽ ở cùng Chúa và được thoát khỏi mọi vấn vương của tội lỗi. Tội lỗi không còn hiện diện nữa. Chúa hứa ban cho bạn một thân thể phục sinh, đổi mới diệu kỳ. Làm thế nào để trở nên một cơ đốc nhân? Có thể bạn hỏi rằng, mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã dựng nên tất cả chúng ta mà, có phải không? Đúng là mọi vật đang sống đều là tạo vật tự nhiên của Đức Chúa Trời. Từ con gà, con vịt, con chim ó, đến con voi, con bò, con nai, con cáo đến con cá, từ con thiên nga đến con hải âu, loài người đớn nhỏ cũng là tạo vật của Chúa. Nhưng ngoài loài người ra, các tạo vật khác trên thế giới không bao giờ trở thành cơ đốc nhân được cả. Chỉ có con người mới được tha tội, được tái sinh trở thành con cái của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đấng Christ. Trở nên con cái Đức Chúa Trời, ngụ ý bạn phải thay đổi. Giống như con sâu trở thành con bướm, bạn sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời khi tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ngài đã chết vì bạn và đã sống lại vì bạn. Trước khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, bạn cần tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của bạn. Bạn cần xưng nhận tội lỗi của bạn với Chúa và xin Chúa tha tội cho bạn. Nhờ sức Chúa, bạn quay bỏ khỏi tội và quay hướng về Chúa. Bạn phải đến với Ngài, đừng đợi Ngài đến với bạn. Bạn cần phục hồi với Chúa và bạn phải đích thân làm việc này, không ai quyết định thế cho bạn. Hãy cùng tôi suy nghĩ đến ba chữ: công bình, ân điển và thương xót. Công bình là bạn bị tuyên án phạt xứng đáng với tội của bạn. Ân điển là bạn được ơn cứu rỗi mà bạn không xứng đáng. Và thương xót là bạn không gánh chịu điều bạn xứng đáng chịu. Bạn phạm tội với Chúa và đáng bị Chúa phạt, nhưng Đức Chúa Trời thương xót bạn, ban ân điển cho bạn, tha cho bạn và cứu rỗi bạn. Chúa Giê-xu bị phạt vì bạn, đó là công bình. Bạn được ơn tha thứ, đó là ân điển. Bạn không bị ném xuống hỏa ngục, đó là lòng thương xót. Hình ảnh thập tự giá mô tả ý nghĩa của sự công bình, ân điển và sự thương xót của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Đó là những gì Chúa làm cho bạn.
Bạn trở nên cơ đốc nhân khi bạn tin cậy Chúa Giêsu, con một của Đức Chúa Trời. Bản thân tôi có thể trở thành cơ đốc nhân không? Kinh Thánh ghi chép rõ chuyện hai tên cướp bị đóng đinh hai bên cây thập tự của Chúa Giêsu trên đồi Gô-gô-tha. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói, thấy thái độ Chúa Giêsu trên thập tự giá, một trong hai tên cướp đã nhận tội mình đáng bị phạt. Nhưng Chúa Giêsu không đáng phạt như thế. Anh có nhận thức mới về Chúa Giêsu. Anh tin Chúa Giêsu là người vô tội. Anh tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời như lời Ngài xưng nhận. Anh tin Chúa Giêsu là vua, là đấng có vương quốc đời đời. Và anh quay lại với Chúa Giêsu, khiêm nhường, đơn giản, kêu cầu: Lạy Chúa, khi về nước mình, xin nhớ đến tôi. Đó là lời cầu nguyện của một tội nhân, giống như người chết đuối nắm lấy phao cứu sinh. Anh lấy đức tin, nắm lấy ơn tha thứ và sự sống tâm linh chỉ có trong Chúa Giêsu. Anh đã kêu cầu Chúa trước khi chết. Anh không có cơ hội để đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ, chịu báp têm, dự tiệc thánh, làm việc thiện. Anh không tự cứu, anh nhờ Chúa cứu. Anh cầu nguyện và lời cầu nguyện của anh đã được nhầm, vượt quá điều anh cầu xin và suy tưởng. Rất chân thành, riêng tư, anh cầu xin Chúa nhớ đến anh. Chúa Giêsu trả lời anh rất nhanh chóng, rõ ràng và riêng tư: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Hôm nay, Chúa Giêsu đang ở thiên đàng, giống như một phạm nhân nhận tội mình trước Chúa và cầu xin Chúa cứu. Bạn hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhớ đến con. Không lời cầu nguyện nào đẹp hơn. Bạn hãy kêu cầu Chúa trước khi quá muộn. Mục sư Nguyễn Văn Huệ.
truyền thần. Đừng sợ chi nhé, ấy chính tin mừng. Đừng sợ chi nhé, ấy chính đêm này tại Bethlehem con trời giáng thế. Nhạc ngân theo gió có tiếng truyền thần, ngợi khen danh Chúa khắp các tương trời. Bình an dưới đất với ca ơn chạy đến với muôn người. Đường về Bethlehem một lòng cùng kia, nơi mà nơi chúng ta đã chưa chắc sẽ vui mừng khôn xiết. Đường về Bethlehem một lòng cùng trần thế bao tiếng ca cung đàn, ôi đêm vui bình an như ánh sao huy hoàng. Cho tôi tìm đến mang có để hẹn con thơ vừa thay. Ôi đêm vui trần thế khi Chúa ta ra đời, đêm yêu thương đổi mới bao trái tim rạng ngời. Giêsu là nước sông mới cho đời, Chúa chẳng hy vọng. Giêsu là nước sông mới cho đời, Chúa tràn hy vọng. Vừa rồi là ca khúc Ôi đêm vui trần thế, một sáng tác của Bùi Trung Nhơn do Siri Cao và Gina Baya trình bày. Giờ đây chúng ta đến với tiết mục Chứng Nhân, với lời tạ ơn Chúa của một tín hữu người dân tộc do Hải Yến từ Nha Trang thực hiện. Hải Yến kính chào quý thính giả của tạp chí truyền thanh Sóng Đạo. Kính thưa quý thính giả, hôm nay Hải Yến thay mặt ban biên tập để trò chuyện cùng em Lê Di, người sắc tộc Rắc Lai ở Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Vì hiện tại Nha Trang đang là mùa mưa, đường xá có chút trở ngại, nên Hải Yến và Lê Di liên lạc qua điện thoại. Alo, Lê Di ơi, em có đó không? Alo, em chào chị. Lê Di ơi, tình hình mưa lũ ở khu vực vùng núi Khánh Vĩnh sao rồi em? Có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến tính mạng và hoa màu của người dân không em? Cảm ơn Chúa là tính mạng không ảnh hưởng, như hoa màu thì có ảnh hưởng, không rất là nghiêm trọng. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ con cái Chúa trong khu vực Khánh Vĩnh. Hôm nay thời tiết cũng đã bắt đầu có nắng rồi. Tạm gác lại việc đó nha, bây giờ thì em giới thiệu một chút về mình nha Lê Di. Em tên là Di Năng Lê Di. Em sinh năm 1985. Hôm nay em đang ở thành xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Em được Em nói đi. Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu mến Chúa. Và em được sự dẫn dắt của ân sinh của người ba và người mẹ. Như vậy là đức tin của em được ảnh hưởng từ bà và mẹ em. Em có thể chia sẻ rõ một chút cho quý thính giả của Sóng Đạo truyền thanh biết không? Em còn nhớ rất là rõ những hình ảnh bên bếp lửa. Một buổi sáng củ khoai cũng bị được nướng lên thì cùng với đó là những câu chuyện về sáng tạo, câu chuyện về Môi-se, Giô-se, Giô-sép cũng được kể lên cùng với những lời dạy của bà mẹ bên bếp lửa. Và hơn thế nữa, mỗi khi em đi xa nhà, đi học xa thì mẹ và bà nhiều cầu nguyện để chúc phúc cho em và nhắc nhở em rất là nhiều
thích thì em rằng dù em đi xa nhà, không có bà, không có mẹ ở cùng, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cao cả, luôn ở cùng và biết rõ mọi sự em làm, cho nên em phải hết lòng như thể Đức Chúa. Và với những lời dạy đó thì đó cũng chính là tất cả những gì em biết về Chúa qua người bà, người mẹ. Cảm ơn em. Trong đời sống một người tin Chúa thì sẽ có một cột mốc quan trọng. Em có như vậy không, Lê Di? Dạ, có chứ. Có một cột mốc rất là quan trọng với cuộc đời của em cho Chúa. Đó là vào năm 2007, là năm đại học, năm thứ nhất đại học. Và trong một buổi sinh nhật, được sự kêu gọi của mục sư Cõi Nhiệm và đặc biệt là sự giúp cháy của Chúa trong lòng, em tham gia học một chương trình tướng đạo, đó là chương trình tướng đạo sâu rộng. Và khi em tham gia chương trình học này thì đây là một thời điểm rất là quan trọng, và em đã được gặp Chúa Giêsu, gặp riêng với Chúa. Khi em tham gia học chương trình này thì dường như bàn tay của Chúa đã chạm vào tấm lòng em mà trước đây chưa hề có, bởi Chúa đã chạm vào tấm lòng, cũng chạm vào tấm lòng với hai câu hỏi như là rất là khó đối với một người theo Chúa từ nhỏ. Đó là câu hỏi thứ nhất là con có biết cách mình có sự sống từ đời chưa, và lý do nào ta cho con vào thiên đàng ở với ta. Hai câu hỏi này khiến em bối rối vô cùng, không biết nghĩ làm sao và cũng không sao trả lời được. Dù biết là lòng mình thì rất là muốn được có sự sống đời đời và rất muốn sẽ được vào thiên đàng ở với Chúa, nhưng thật đúng là Chúa biết mọi sự ở trong lòng mình, và Chúa đưa dắt em đến với lời của Chúa với một câu gốc rất là quen thuộc mà em vẫn thường được học bằng tiếng đất lay từ nhỏ bên bếp lửa cùng với bà và mẹ, đó là câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3:16. Trước đây em không hề biết trong Kinh Thánh này lại đang phán với chính mình rằng Chúa Giêsu, rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian trong đó có em, và em cũng không biết rằng Đức Chúa Trời đã xuống thế, Đức Chúa Giêsu đã xuống thế gian là vì tội lỗi của em, mà em vẫn cứ sống rất là bình thản với những cái điều xấu xa, với những tội lỗi của mình. Và khi em nghĩ đến việc mà những việc mà em đã làm xấu xa, những việc làm, những suy nghĩ, những tư tưởng xấu xa của mình, và nếu là em không có, khi mình nghĩ đến đó thì lòng rất là đau xót, vì chính những việc làm của mình đó đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Khi nghĩ đến đây thôi thì lúc đó nước mắt em đã rơi và lòng mình rất là đau xót. Và khi đó thì em phải quỳ gối xuống, phải quỳ gối trước mặt Chúa mà thưa với Chúa rằng đó là một cột mốc đáng nhớ, phải không? Nhưng mà em có tin là Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho mỗi người tin kính Ngài không? Em có trải nghiệm nào cho điều này không? Em chắc chắn là Chúa có chương trình tốt đẹp nhất cho mỗi người trên những cuộc đời của em. Rồi một cái số trải nghiệm của em. Trải nghiệm của em khi mà em đã gặp riêng với Chúa, thì biết là sau khi em chấp nhận với Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu, thì cảm giác trải nghiệm em nó rất là một cảm xúc rất là lạ lùng. Đó là con người em dường như nó nhẹ nhàng, dường như là mình được cởi trói khỏi một hình thức vô hình nào đó, và tấm lòng mình vui sướng đầy trọn, mình cảm thấy rất là thoải mái nhẹ nhàng, và điều đặc biệt hơn là sự bình an nó tràn về trong tấm lòng của mình, nó tràn về trong tấm lòng của mình. Mình cảm thấy vui sướng và miệng mình thì muốn hát thật to lên để ngợi khen Chúa Trời, và
môi thì miệng lúc nào cũng cười, và nước mắt thì nó cũng đưa một cảm xúc rất là phức tạp khi mình mà đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn em đã chia sẻ. Vậy khi đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu cho riêng mình, thì em có quyết định như thế nào? Có tiếp tục đời sống cũ không? Khi em có kinh nghiệm đời với Chúa, thì với những cái đời sống cũ, trước đây những việc của đời sống cũ, như là chơi game, như là những việc mà số chơi nó hết trước đây á, để mà từ bỏ thì trước đây em làm thật khó để mà thực hiện được. Nhưng mà điều tuyệt vời là khi em mở lòng với Chúa, đến với Chúa rồi, thì dường như những cái điều đó em từ bỏ rất là dễ dàng, nó rất là nhẹ nhàng, nó không còn tốn kém thì giờ của mình nữa. Em chỉ dứt khoát, em rất là dứt khoát, chỉ bởi một hành động dứt khoát là từ bỏ nó và quay trở về với Chúa thôi. Bởi cái tình yêu của mình đặt nơi Chúa nó lớn hơn cái tình yêu của mình đặt nơi mấy cái đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Kính thưa quý vị, một cuộc đời trong Đấng Christ đã thay đổi một chàng trai từ chỗ xấu xa qua chỗ sáng láng. Đó là một trải nghiệm đặc biệt sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời của em ấy. Cảm tạ Chúa vì điều đó. Lê Di ơi, vậy em đã đáp ứng như thế nào trước sự thay đổi đó? Em có quyết định gì cho chính mình? Em có một cái định rất là nhanh lẹ, và điều đó không phải chỉ đến với cái muốn của em. Tức là khi em gặp Chúa rồi thì em lại muốn được bỏ đi với Chúa, muốn cho người sống của mình, thì giờ của mình em đã để thì giờ hẹn gặp riêng với Chúa Giêsu buổi sáng và buổi tối, và còn hơn thế nữa em muốn ao ước là mình sẽ dâng đời sống của mình để mà chọn thời gian mình cho vào em muốn dâng hết cả cuộc đời mình cho Chúa để mà phục vụ Chúa. Chỉ biết là em hiện đang là thầy giáo dạy cấp 2, nhưng mà em đã dừng việc học lại để dâng trọn đời mình cho Chúa, phải không? Dạ đúng rồi. Em đã kết thúc hợp đồng làm việc vào tháng 8. Bây giờ thì em đang chuẩn bị ôn thi để vào cuối tháng 12 tới đây sẽ đi vào viện kinh thần học Đó là một quyết định đầy khó khăn, nhưng thật sự rất đúng đắn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy em có nhắn nhủ gì với quý thính giả nghe đài không? Em muốn nhắn với các bạn khán giả nghe đài. Các bạn ơi, các bạn đã gặp riêng với Chúa Giêsu chưa? Nếu như các bạn chưa gặp riêng với Chúa Giêsu thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không chắc chắn là mình có được sự sống ở đời đâu. Vì vậy nếu các bạn nào chưa gặp được, phải kịp đến với Chúa Giêsu ngay. Còn nếu như những bạn nào đã gặp được rồi, thì chúng ta hãy giữ được mối tương giao với Chúa. Vì Chúa Giêsu là người bạn thân thiết, là người bạn chúng ta mình đang chúng ta. Người bạn sẽ ở cùng và đồng hành với chúng ta trong quãng đường tiếp theo này. Thay mặt ban biên tập và quý khán giả của tạp chí Truyền thanh Sóng đạo, chị xin cảm ơn Lê Di đã có lời chứng về cuộc đời của mình được biến đổi trong tình yêu của Chúa Giêsu. Hãy dìm mình trong tình yêu của Ngài để những trải nghiệm ngọt ngào cứ tuôn mãi trong đời cuộc đời của mình Di nhé. Nguyện xin Chúa cứ sử dụng em theo thánh ý tốt lành của Ngài. Kính thưa quý khán giả, tạp chí Truyền thanh Sóng đạo vừa gửi đến quý vị câu chuyện về một cuộc đời được biến đổi trong Chúa Giêsu. Hải Yến hẹn mang đến quý thính giả một câu chuyện mới trong buổi phát thanh lần đến. Mong quý thính giả đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Giờ đây, Kiều Giang kính mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Mùa Giáng sinh trắng của Tiểu Đăng.
thằng bé bỗng ngồi bệt xuống đất giữa lối đi trong khu shopping mall ồn ào đông nghẹt. Nó là vậy, hãy hứng lên, hay đúng hơn phải nói là chướng lên, thì cứ ngồi bệt xuống đất không thèm nhúc nhích. Nó 15 nhưng cao lớn nặng nề, nên anh, ông bố 60 không tài nào nhấc lên nổi. Chiều Chủ nhật, mùa Giáng sinh đang về nên không khí rộn ràng biết mấy. Người ta ăn mặc đẹp, từng nhóm người, gia đình, bạn bè, tình nhân kéo nhau lũ lượt mua sắm, ăn uống, nói cười như trẩy hội. Những âm thanh đó, màu sắc đó không làm thằng nhỏ bận tâm. Nó ngơ ngơ nhìn thế giới trước mặt, không chút xúc cảm, như thể đang xem cuốn phim câm trắng đen chán ngắt. Rồi thỉnh thoảng thằng nhỏ giãy giụa đập tay, hét lên những tiếng vô nghĩa làm nhiều người giật mình giạt tránh ra khỏi chỗ hai cha con với những ánh nhìn ngạc nhiên, tò mò, ái ngại. Anh đã chịu đựng tình huống này nhiều lần nên không còn cảm thấy hổ thẹn hay buồn tủi. Ừ, con trai của tôi đó, nó bị tự kỷ, chỉ quẩn quanh trong thế giới riêng tư lặng lẽ của nó. Mọi người không cần sợ, nó hiền lành, không cần thương hại, nó ok. Chiều nay, anh định dắt nó đi mua quà Giáng sinh, xem nó có thích thú món nào không, có biết ngắm nhìn, tự tay lựa chọn thứ gì không. Nhưng thật thất vọng, nó vẫn không thích thứ gì, không thèm ngó đến ai. Sau một đổi, nó bất chợt ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Một hồi lâu, khá lâu, thấy nó bắt đầu làm ồn nhiều hơn, anh cố gắng dỗ dành, kéo tay con đứng lên lần nữa, rồi lần nữa, nhưng vẫn không được. Thằng nhỏ bắt đầu la khóc. Anh còn đang bối rối thì một phụ nữ người Mỹ trạc lục tuần dừng lại, cúi xuống vỗ vỗ vai thằng nhỏ. Bà Mỹ mỉm cười vuốt tóc nó, kiên nhẫn nói với nó những lời nhỏ nhẹ mà anh biết chắc nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Vậy mà chừng vài phút sau, nó thôi khóc, ngoan ngoãn đứng lên, ngồi phịch vào chiếc xe lăn tay anh vẫn luôn đẩy theo, phòng hờ trường hợp nó mỏi chân không chịu đi như vậy. Thế là anh ngượng nghịu nói hai tiếng thank you, rồi vội vàng đẩy con đi. Nhìn vào kính cửa tiệm, anh cười khẩy với hình ảnh ngược ngạo trong kính. Thằng cha già cỗi ốm yếu phía sau đang còng lưng đẩy thằng con mập mạnh chễm chệ ngồi phía trước. Là cuộc đời của tôi đó sao? Ông trời ơi, biết bao nhiêu người đang hí hửng mua sắm, vui cười đón Giáng sinh. Còn tôi, tại sao lại là tôi? Nếu ông trời thử thách tôi, thì thử như vậy là ác quá. Bà Mỹ chạy theo gọi, Tom, có phải Tom đó không? Anh khựng lại, ủa, bà ấy là ai sao biết tên mình? Cái tên Tom anh đặt vội khi làm giấy tờ định cư thay cho tên Việt Nam, sợ người Mỹ khó phát âm. Anh quay lại rồi ngờ ngợ, ai như bà Doris? À, chính là bà Doris Wayne, tín đồ của nhà thờ bảo trợ anh đây mà. Giọng thoáng vui anh hỏi, chào bà Wayne, bà khỏe không? Tôi khỏe, còn anh lâu quá không gặp. Tôi cũng ok. Xin lỗi, hồi nãy lo thằng bé mà quên để ý anh, đến khi anh nói cảm ơn tôi mới chợt nhận ra anh. Cho tôi số điện thoại để hôm nào phone thăm anh được không Tom? Anh gật đầu. Bà sốt sắng lục trong ví cuốn sổ tay nhỏ và cây viết đưa cho anh. Anh nguệch ngoạc những con số rồi vội chào từ giã, vì thằng nhỏ bắt đầu quậy nữa, đập tay bôm bốp trên thành xe đòi anh phải đẩy đi ngay. Đêm đã lên đèn, ngoài bãi đậu xe tuyết bắt đầu rơi nặng hơn. Anh mở cửa rồ mái xe, gió thổi lạnh buốt từng cơn. Vậy mà thằng nhỏ dở chứng ngồi ì trên xe lăn,
một hồi sau mới chịu đứng dậy chui vào xe. Anh lui cui xếp chiếc xe lăn nặng nhọc nhấc lên bỏ vào phía sau và cảm thấy đau nhói thắt lưng. Mình còn sống được bao lâu nữa để lo cho thằng nhỏ đây? Anh buồn rầu tự hỏi. Tuyết vẫn rơi trắng xóa suốt quãng đường dài. Đầu óc anh chợt chiếu lại những thước phim cũ ngày nào lúc anh từ trại tị nạn mới qua. Nhà thờ Bảo Trợ với những tín đồ hiền lành đa số là người già đã về hưu. Những ngày đầu anh được họ giúp đỡ tận tình, chở đi học Anh văn, mở trưng mục ngân hàng, xin việc làm và dĩ nhiên Chủ nhật được chở đi nhà thờ. Vợ chồng bà Doris Wen thường hát song ca trong các buổi thờ phượng. Chồng đàn piano hát giọng bè, bà đứng bên cạnh cất cao tiếng hát với vẻ mặt vui tươi thanh thoát. Anh còn nhớ ngồi bên cạnh ông bà mỗi Chủ nhật là đứa con gái khoảng 13-14 tuổi gì đó, gương mặt hơi sần sùi, khờ khạo, miệng cứ cười cười, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó nho nhỏ. Tay cô luôn cắp chặt chiếc ví sặc sỡ, lâu lâu ôm người này chào một cái, ôm người kia chào một cái, không ai nỡ từ chối cái ôm hồn nhiên ấy. Cô bé bị tự kỷ nhưng khá ngoan nên được theo cha mẹ đi nhà thờ. Nghe nói còn một người anh nữa bệnh tâm thần ở nhà. Lúc đó anh đã tự nghĩ, làm sao hai ông bà này còn giữ được đức tin, còn lạc quan ca hát và có vẻ đầm ấm hạnh phúc như vậy. Họ là người đạo đức tử tế, sao Chúa của họ lại không ban phước cho? Nếu là anh, chắc anh chết quá. Vậy mà không ngờ sau này hoàn cảnh đó đổ ập lên anh thật. Anh không chết, nhưng sống không còn giống sống nữa. Anh bỏ nhà thờ sau thời gian đầu đi lễ để tỏ lòng cảm ơn nhà thờ Bảo Trợ. Anh bận rộn lắm, cuộc sống mới kéo anh chạy một mạch từ chàng thanh niên khỏe mạnh, khôi ngô, đầy năng lực, tiến đến cuộc sống thành đạt, mua nhà, sắm xe, cưới vợ, sinh con. Thoáng chốc nhìn lại đã mấy mươi năm. Với mái tóc điểm sương và cơ thể ôm lai rai vài căn bệnh, anh không sợ chết, chết thì hết thôi. Như một lão nào đó ăn nói ba gai bậm trợn đã tuyên bố, tao chết thì cứ đốt tao, rồi đổ tro xuống bồn cầu giật nước một phát là xong. Anh cười khục khặc trong cổ mà nghe đắng chát. Ừ thì không sợ chết, nhưng mà chết rồi ai lo cho thằng nhỏ đây? Đời người là vậy sao? Mình đến cuộc đời này để làm gì? Rồi mình sẽ đi về đâu? Chết là chấm hết. Có thật không vậy? Đi ngang những nhà thờ treo đèn Noel sáng rực, anh thầm nghĩ, có nhàm chán không? Khi năm nào người con Chúa cũng phải lục tục tổ chức lễ Giáng sinh tốn kém như thế, vì sao họ vẫn lặp lại công việc quen thuộc này hàng năm cách vui tươi hớn hở? Họ dâng tiền, hiến bạc để mua thức ăn, quần áo, gói thành những hộp quà Giáng sinh gọi là Box of Love, gửi đến các gia đình nghèo trong khu phố. Họ tập dượt hát hò hàng nhiều tháng trời để có những đêm lễ Giáng sinh tươm tất, nhạc thánh hay, tiệc Giáng sinh ấm áp, và nhất là khổ công rao giảng hoài điệp khúc Chúa là tình yêu đã Giáng sinh vào đời để tìm cứu người có tội. Tình yêu sao? Tình yêu thì có ích gì cho anh và thằng nhóc khờ khạo tội nghiệp này? Bài hát quen thuộc mà anh thích chợt vang lên từ chiếc radio trong xe, White Christmas, mùa Giáng sinh trắng. Tôi ước mơ một Giáng sinh tuyết trắng. Đêm vẫn trắng và lạnh,
lạnh như tâm hồn anh, bơ vơ, không định hướng. Đêm qua anh choáng váng khi xem bản tin truyền hình Việt Nam trên YouTube. Họ phỏng vấn một người mẹ già khoảng 60 tuổi, chồng chết, bỏ lại bà với ba đứa con trai đã lớn đều bị bệnh tâm thần. Bà nhờ hàng xóm giúp ngăn vách xây ba cái phòng cửa khóa cứng như ba cái chuồng riêng biệt để nhốt ba người con trai mất trí. Nhìn bà ngồi bên ngoài trộn đĩa cơm lạc, bên cạnh khung cửa song sắt nhỏ xíu chỉ đủ khuôn mặt người nhìn ra hay đưa dĩa cơm vào. Anh con trai bà bên trong ló mặt nhìn mẹ, nhìn đĩa cơm háo hức chờ, nụ cười ngu ngơ toe toét đến đau lòng. Bà chăm sóc các con ban ngày, ban đêm đi nhặt rác để kiếm tiền nuôi chúng. Máy quay rọi vào chỗ các anh con trai ở, mỗi người một gian phòng chật hẹp, trống trơn. Một anh nằm dưới đất, co ro trong tấm mền mỏng, bẩn thỉu, bàn chân thò ra, cáo đen bùn đất. Bấy lâu nay, anh cứ tưởng mình đã khổ sở, tột cùng. Sao lại có những mảnh đời bi thảm hơn anh gấp bội thế kia? Điện thoại reo, tiếng bà Doris bên kia đầu dây nhẹ nhàng. Hello, Tom, Tom hả Tom? Tôi Doris đây. Ồ, chào Doris, bà khỏe chứ? Khỏe lắm, tạ ơn Chúa. Bà bắt đầu hỏi thăm hoàn cảnh của anh trong thời gian qua. Anh huyên thuyên kể một hơi dài, sơ lược những gì xảy đến với anh trong mười mấy năm qua. Anh nói mà không để ý mình nói không kịp chấm câu, nói như từ lâu rồi chưa được nói. Bà Doris chen vào vài lần rồi thôi, lẳng lặng nghe, để cho anh thoải mái kể lể. Cho đến khi anh phát biểu câu quen thuộc: nếu là Chúa thử thách tôi thì thật là quá ác. Bà Doris mới chen vào: không, Tom ơi, đừng đổ lỗi cho Chúa, Chúa không thử thách anh. Sao anh không nghĩ con người phá hoại môi trường, làm hỏng thiên nhiên tốt lành của tạo hóa? Chúng ta ăn phải thứ gì độc hại mà không biết. Ngày trước khi tôi sinh đứa con gái bị tự kỷ, bác sĩ nói họ cũng chưa biết được nguyên nhân gây bệnh. Nhưng cứ mỗi 1.000 đứa trẻ thì có một đứa bị autism, bệnh tự kỷ. Giờ đây nghe nói con số phần trăm ấy đã tăng cao lắm rồi. Đi đâu cũng thường nghe người ta nói câu này: ồ, con bà bị tự kỷ hả? Người quen của tôi cũng có con bị bệnh này. Khổ lắm, nó la hét đập phá tối ngày, gia đình muốn điên theo luôn. Anh vội ngắt lời bà: nhưng trường hợp con bà nhẹ, bà còn dắt nó đi nhà thờ được, nên còn giữ được đức tin. Tôi thì đã mất đức tin từ lâu rồi. Tôi có đem con đi cầu khẩn khắp nơi mà chẳng được gì. Tôi ngán các tôn giáo lắm rồi. Bà Doris ôn tồn đáp: xin đừng đến với tôn giáo. Đạo Chúa là relationship chứ không phải religion, mối liên hệ chứ không phải tôn giáo. Thiết lập lại mối liên hệ giữa trời và người, giữa cha và con, chứ không phải là nghi thức tôn giáo. Anh đã thật sự gặp Chúa chưa? Đã tiếp nhận Ngài vào đời sống mình chưa? Trước đây tôi cũng đau buồn, khủng hoảng. Tôi còn bị nặng hơn anh, hai đứa con tâm thần. Nhưng rồi tôi cương quyết nắm chặt tay Chúa, tìm sức mạnh nơi lời hứa của Ngài. Và tôi có được sự bình an, có thêm lòng kiên nhẫn để thường xuyên quỳ xuống đất, hút từng mảnh vỡ đổ nát, những thứ dơ bẩn trây trét trên sàn nhà. Tôi cầu nguyện cho các con tôi, ôm chúng vào lòng, yêu thương chúng bằng tình yêu Chúa đã yêu tôi. Dần dà
chúng nó tỉnh táo hơn, hiểu biết hơn. Cuộc sống tôi không còn bế tắc nữa. Anh biết không, không phải những người con Chúa nhờ hoàn cảnh tốt đẹp hơn nên giữ được đức tin đâu. Ngược lại, họ nhờ giữ đức tin mà đời sống dần được tốt đẹp hơn. Anh nói chen vào, thì tôi cũng công nhận có đức tin vẫn tốt hơn là không có. Như nước Mỹ ngày nay mất dần đức tin nên xã hội tệ hại hơn trước. Bà Doris tiếp lời, cuộc sống luôn đầy bất trắc, Chúa không hứa sẽ cho chúng ta đường đời chỉ trải toàn hoa hồng, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng ta trong mọi cảnh ngộ, bình an hay bão tố. Anh mệt mỏi lắm phải không Tom? Sức chúng ta làm sao chịu đựng nổi hoàn cảnh khắc nghiệt này? Đừng lầm lũi bước đi một mình đơn độc nữa. Anh cần Chúa, cần sức của Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi, hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Chỉ có Chúa mới có câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta. Ngài đã tạo dựng chúng ta, Ngài biết mỗi người chúng ta, Ngài là người cha nhân từ, yêu thương chúng ta vô tận. Anh im lặng một đổi, định nói gì đó, nhưng rồi tiếng thằng nhỏ đập phá kêu la kéo anh về thực tại. Anh vội vàng xin phép cúp máy để lo cho nó. Đêm về, một mình thao thức, nằm mãi không dỗ giấc ngủ được, anh mở laptop, lướt web một hồi như thói quen hàng đêm. Trên trang Facebook của anh, có ai đó đã share một bài viết của mục sư Rick Warren. Anh tò mò đọc, có phải vậy là Thượng Đế gây ra thảm kịch? Không, Thượng Đế là thiện lành, và Ngài sẽ không gây điều ác hoặc làm ác. Nhưng Thượng Đế có thể dùng những thời kỳ tối tăm và căng thẳng vì điều tốt lành. Ngài sẽ dùng chúng để dạy chúng ta tin cậy Ngài, để tỏ chúng ta cách giúp người khác và để kéo chúng ta gần người khác hơn. Kinh Thánh nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 8 đến 9, chúng tôi bị đè bẹp và chôn vùi vượt quá sức chịu đựng, và chúng tôi nghĩ chúng tôi không thể sống sót nổi. Thật ra chúng tôi tưởng chết, nhưng kết quả là chúng tôi ngưng nương cậy mình và học nương cậy duy vào Thượng Đế là đấng vực dậy kẻ chết. Vậy điều gì bạn nên làm khi bạn trải qua thời kỳ khó khăn? Trước hết hãy từ khước bị nản lòng, rồi hãy cầu xin Thượng Đế ở với bạn. Cuối cùng, hãy nương cậy nơi sự bảo vệ và hướng dẫn của Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những lúc khó khăn. Cái khác biệt cho người tin vào Chúa Giêsu không phải là vắng bóng tối, nhưng là sự hiện diện của ánh sáng. Anh tắt máy, leo lên giường. Sự hiện diện của ánh sáng sao? Ánh sáng ở đâu? Làm sao tìm được ánh sáng trong hoàn cảnh bế tắc tối đen của mình như thế này? Nhìn thằng nhỏ đang ngủ say sau một ngày mệt nhoài quậy phá, anh lặng lẽ vuốt lại mái tóc bồm xồm của nó. Con ơi, sao đến giờ con vẫn chưa nói được tiếng nào? Chưa nhìn ba lấy một lần? Con vẫn chìm trong bóng tối cho đến bao giờ? Ước gì cha con mình có thể cùng chơi đùa, làm việc và tận hưởng thế giới này. Rồi anh chợt nhận ra, ồ, chính mình cũng là đứa con dại khờ tự kỷ của Thiên Chúa. Bao lâu nay, anh trơ lì vô cảm trước tình thương của cha tạo hóa. Như con trai anh,
anh thấy mình chỉ biết giận dữ mỗi khi gặp khó khăn, trái ý. Thằng nhỏ chẳng biết anh là ai, không cần trò chuyện, tương giao gì hết. Mỗi khi tìm đến anh, nó chỉ đòi đồ ăn, thức uống. Anh đến với Chúa, cầu nguyện chỉ là mong ơn phước, là kêu xin các nhu cầu cho mình và người thân. Anh không hề ngước lên để nhận ra Cha Thiên Thượng bấy lâu vẫn đang nhẫn nhục, yêu thương, chăm sóc mình. Anh khát khao một ngày cha con anh trò chuyện, cảm thông, rồi nó sẽ biết anh thương nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Và anh chợt hiểu ra chính Thiên Chúa cũng đang khao khát một mối liên hệ thông công, gần gũi, ấm áp với anh như vậy. Nhưng bấy lâu anh vẫn dửng dưng sống trong thế giới của riêng mình. Anh tự kỷ tâm linh có khác gì thằng con bị tự kỷ thể xác. White Christmas lại vang lên từ chiếc tivi ngoài phòng khách. Bài hát quen thuộc vẫn nghe hàng năm vào mùa Giáng sinh. Năm nay sao anh bỗng thấm thía quá. Tác giả mơ được tìm về mùa Giáng sinh tuyết trắng năm nào với gia đình bên cây thông lấp lánh và đàn trẻ nhỏ nao nức lắng nghe tiếng chuông xe trượt tuyết rung trong màn tuyết. Anh chợt thấy mình bị thôi thúc mãnh liệt giấc mơ ấy. Trở về, phải rồi, trở về nhà thôi. Chúa ơi, con đã bỏ nhà cha đi quá lâu, quá xa rồi. Tuyết trắng như màu trắng của lá cờ đầu hàng. Phải, giờ đây con xin đầu phục Chúa. Xin cho con về nhà cha kịp trước khi bị bão tuyết đời phủ lấp. Xin kéo con ra khỏi thế giới tự kỷ, cô độc của lòng mình, để ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nhân từ cha và biết mình được yêu thương vô bờ bến. Rồi anh chợt nghĩ phải tìm cách liên lạc với đài truyền hình đó để nhờ họ hay người quen biết nào bên Việt Nam cố gắng tìm đến nhà người đàn bà khốn khổ kia, trao cho bà một số tiền để bà khỏi đi lượm rác, có thể mua thêm quần áo, mùng mền và thức ăn cho bốn mẹ con tạm qua mùa đông giá rét này. Tình yêu thương, phải, chính tình yêu thương làm đẹp quả địa cầu này, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Và để kết thúc sóng đạo truyền thanh 21 hôm nay, kính mời quý vị nghe bài viết chủ đề Sáng danh Thiên Chúa trên trời của Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua giọng đọc Mục sư Lữ Thành Kiến. Tôi tin các thiên sứ trên trời vẫn tiếp tục làm công việc quan trọng nhất là ca hát chúc tụng Chúa tối thượng, Chúa tối cao. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, sáng danh, vinh hiển, vinh diệu, vinh quang, tôn thánh, thánh thay, sáng tạo, sáng kiến, sáng sủa, sáng suốt, tia sáng, trong sáng, tươi sáng, sáng láng, là những từ ngữ mô tả phần nào về Chúa của vũ trụ.
ngôn ngữ của loài người không đủ để tôn vinh danh Chúa toàn năng. Thi Thiên trong Kinh Thánh là sách dài nhất tập trung những thánh vịnh ca ngợi Thiên Chúa trải qua các đời. Thi Thiên 19 câu 1 bắt đầu với câu: "Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Có ai khám phá hết và biết hết mọi nơi trong vũ trụ vinh quang?" Nhân dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh, hãy cùng tôi tôn cao danh Chúa, chúc tụng danh Chúa, ca hát tôn vinh Chúa, quy mọi vinh hiển về cho Chúa. Bên trong mỗi thánh đường, nơi mọi người có thể nhìn lên trước mắt là dòng chữ tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này nói lên mục đích chính của sự thờ phượng là làm sáng danh Chúa. Bên cây thông Noel, chúng ta thấy ánh sáng, rực rỡ, tươi vui, màu sắc, quà biếu. Tất cả nói lên sự ca ngợi về vinh quang, đức thánh khiết, lòng biết ơn, sự vui mừng của mỗi người chúng ta. Hôm nay, mỗi người tin thờ Chúa đều có thể dự phần làm sáng danh Chúa. Làm tôn vinh hiển danh Chúa luôn luôn sẽ làm cho Chúa vui lòng. Làm sáng danh Chúa là mục đích chính của đời sống chúng ta. Trong sách giáo lý của Cơ Đốc giáo có câu nói: "Mục đích chính của đời người là gì?" Câu trả lời tiếp theo ngay là: "Mục đích chính của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi." Như vậy, trong đời sống của loài người trên thế giới, điều quan trọng nhất mà Đấng Tạo Hóa muốn thấy trong đời sống của mỗi người chúng ta là sự ý thức về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trên thiên đàng, các thiên sứ luôn tôn vinh Đức Chúa Trời ba ngôi: Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay. Đức Chúa Trời vui thích sự thờ phượng của người có lòng tin Chúa. Chúa không muốn nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ người nào hay cho bất cứ đối tượng thờ phượng nào. Đức Chúa Trời lên án những người không và không chịu thờ Chúa. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 21. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại cái chết của vua Herod, người lãnh đạo thế tục dân Do Thái thời Hội Thánh đầu tiên. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Tại sao vua Herod chết? Tại vì vua tự tôn mình lên như thần thánh và không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mọi sự tôn vinh, chúc tụng của loài người và thế giới chỉ dành cho Thiên Chúa tối cao. Trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Kinh Thánh Roma đoạn 2 câu 5 đến câu 8. Chúng ta làm sáng danh Chúa qua việc giữ lễ Giáng sinh. Trong thế giới Cơ Đốc giáo, có hai thánh lễ quan trọng nhất làm vinh hiển danh Chúa. Một là lễ báp têm và hai là lễ tiệc thánh. Cả hai lễ đều mang ý nghĩa do chính Chúa cứu thế thiết lập và ban hành. Tin cậy và vâng lời Chúa là làm vinh danh Chúa. Ngoài ra còn có các giáo lễ nói lên niềm tin yêu hy vọng, lòng biết ơn và lòng trung tín của người tín hữu trong hội thánh. Dầu Kinh Thánh không truyền giữ ngày,
tháng, năm. Nhưng lịch sử Hội Thánh cho thấy các thánh lễ như ngày Chủ Nhật, lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Ngũ Tuần đã được Hội Thánh tuân giữ mãi cho đến ngày nay. Truyền thống giữ lễ là tốt. Mỗi thánh lễ có ý nghĩa thuộc linh và là cơ hội nhắc nhở chúng ta. Đời sống thể xác chúng ta cần cơm ăn, tâm linh chúng ta cần lời Chúa. Lễ Giáng sinh là cơ hội để đếm các ơn phước Chúa ban, để rao báo tin lành và để vui hưởng ân điển của Chúa. Màu sắc của lễ Giáng sinh thật sang trọng, phong phú. Mỗi năm mới đều có sáng kiến mới, âm nhạc mới, sáng tác mới làm vinh danh Chúa. Ngày nay, gần như các nước trên thế giới đều kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Tôi thích những bài thánh ca tôn vinh Chúa. Tôi thích nhạc thánh, có những bài thánh ca bất hủ, những bài ca hay, đầy ý nghĩa, quen thuộc, giá trị vượt thời gian. Tất cả âm thanh, ánh sáng, công sức xây dựng, cảnh trí hoành tráng, dành thêm thời giờ nhằm tôn vinh Chúa. Ánh sáng chói lòa, vinh quang tràn ngập, giống như các thiên thần hát ca, sáng danh Thiên Chúa trên trời. Chúng ta đồng thanh phụ họa hát ca, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nhạc điệu các bài hát cũ, thi vị của các bài hát mới, các ban nhạc mừng Chúa Giáng sinh thật tươi vui, sống động, khích lệ, vui mừng. Chúng ta cất tiếng hát hoặc tự biên tự diễn các bài thánh ca trong phòng riêng, trong gia đình, trong nhà thờ, trên các đài phát thanh, các đài phát hình. Bầu không khí bao quanh quả đất có vô số tín hiệu tôn vinh Thiên Chúa. Loài người mới bắt đầu khám phá. Trong giây phút, từ Mỹ tôi có thể nói chuyện với bạn ở Việt Nam chỉ cần một cú điện thoại. Tại sao nhanh như vậy? Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại đường dây liên lạc từ xưa. Bây giờ con người mới bắt đầu khám phá cách ứng dụng. Nhân dịp cuối năm mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại câu chuyện Chúa Giáng sinh. Trong câu chuyện này, tôi thấy chữ sáng danh Chúa là quan trọng nhất. Cả thiên đàng lẫn trần thế đều chúc tụng Chúa về việc vinh hiển Ngài làm cho nhân loại. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth, xứ Galilee, lên thành David, gọi là Bethlehem, xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn, chiên, trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta sẽ báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Trong câu chuyện tích Giáng sinh, tôi thấy có nhiều người tham dự, từ các thiên sứ trên trời cho đến thánh gia của Chúa và các kẻ chăn chiên. Cũng có các bác sĩ từ Đông Phương đi tìm Chúa và thờ phượng Ngài. Tất cả đều vui mừng và trở về làm sáng danh Chúa. Thay đổi đời sống, đi đường khác mà về xứ mình. Đây là những gương sáng cho đời sống có mục đích của chúng ta. Chúng ta cũng làm sáng danh Chúa qua đời sống. Chúng ta làm sáng danh Chúa qua đời sống thuộc thể và qua đời sống thuộc linh. Chúng ta không nên chỉ lo cho đời sống thuộc thể sang trọng, vinh hiển, mà bỏ bê hay coi thường đời sống thuộc linh. Đời sống thuộc thể tạm thời, nhưng đời sống thuộc linh còn mãi đời đời.
Chúng ta phải tin cậy chính mình Chúa. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng ta cũng phải tin tưởng lời của Chúa. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Chúng ta cũng phải ngợi khen danh Chúa. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha. Bây giờ có tiếng phán từ trời xuống rằng ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 38. Và chúng ta cũng phải làm theo ý của Chúa. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 11. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sống truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Chúng ta cũng phải truyền bá danh của Chúa. Ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 thì câu 3 đến câu 1. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Chúng ta làm kết quả cho Chúa. Này, Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Giăng 15 câu 8. Chúng ta cũng làm sáng danh Chúa qua niềm hy vọng về thiên đàng vinh hiển. Tôi thích câu nói của mục sư Warren Wisby: chúng ta sống nhờ những lời Chúa hứa chứ không phải nhờ những lời giải thích. Tôi tin lời khuyên và lời hứa quan trọng nhất cho chúng ta ngày nay là: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mạo triều thiên của sự sống. Sách Khải Huyền đoạn 2 câu 10. Chúng ta có lời hứa về quê hương tốt hơn. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Trong sách Hebrew đoạn 11 từ câu 13 đến câu thứ 16. Chúng ta có lời hứa về thiên đàng vinh hiển. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trông như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Khải Huyền 22 câu 2 đến câu 5. Bạn và tôi có thể giữ phần tích cực của mình để làm sáng danh Chúa hôm nay.